Kiên ơi, Kiên phải học tiếng Nhật thật giỏi đi. Sang bên này không có tiếng Nhật chả làm ăn gì được đâu Kiên ạ. À. Đây này. Đây để con hướng dẫn kia là vòi nước, nước nóng xả ra xong nước một thìa bột trà. Đấy, đồ ngon chưa? Hôm nào đi sang bên này mà đi ăn sushi kia nè, ngon lắm. Thì uống cái gì mà cho sushi thêm bột sushi băng truyền à. Bây giờ món là trà, trà xanh, trà mặt trà. Đấy, nhiều đấy, ít thôi. Xong rồi cho một chiều đấy. Kem này. Lấy đũa. Đưa cốc vào đây, lấy hết cho. Mỗi người cốc gì? Non nửa cốc thôi.